Thưa quý vị, vào lúc 21 giờ 40 phút tối ngày 19 tháng 1 đã xảy ra sự cố sập cầu Long Kiển tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, khiến một số phương tiện và người tham gia giao thông rơi ngay xuống sông. Và đến thời điểm này, cơ quan chức năng đã xác định cầu bị sập do xe ben chở đá quá tải trọng cho phép trên tới 4 lần. Trong khi đó, tại cơ quan điều tra thì tài xế xe ben phân bua lý do đi qua cầu là do không thông thuộc đường. Vào thời điểm trên, tài xế Nguyễn Thanh Lâm, 30 tuổi, ngụ tại Đồng Nai, lái xe ben chở đá xây dựng nặng 15 tấn đến cầu Long Kiển, chỉ có tải trọng 3,5 tấn lúc gần 22 giờ đêm qua. Dù người trực cầu nhắc nhở, nhưng tài xế phớt lờ, cố cho xe vượt qua. Và khi đến giữa cầu, các lan can rung lắc mạnh rồi bất ngờ đổ sập xuống sông, kéo theo cả xe ben. Một người đi xe máy phía sau ô tô tải cũng bị tụt xuống khu vực bị sập. May mắn là người này bám được vào lan can nên thoát nạn. Đề phòng còn người dân khác rơi xuống sông giữa khuya không ai biết, cảnh sát cứu hộ đã lặn tìm nhiều giờ, hiện có thể xác định không có thiệt hại về người. Tài xế Nguyễn Thanh Lâm sau đó đã bị công an huyện Nhà Bè tạm giữ làm rõ vi phạm. Hiện các cơ quan chức năng thống nhất sẽ tháo dỡ các nhịp bị sập để thay thế mới. Việc làm này nhằm đảm bảo việc đi lại của người dân thông suốt trong quá trình chờ cầu mới được xây theo đề án. Người dân địa phương đến lúc này thì vẫn đang xôn xao bàn tán về vụ việc với thái độ là nửa mừng nửa lo. Họ lo lắng là vì đường xá giờ đây thì bị chia cắt. Cầu Long Kiển trên đường Lê Văn Lương là con đường quan trọng nhất của huyện Nhà Bè. Và thay vì chỉ mất chưa đầy một phút để chạy xe qua cầu, thì giờ đây những người dân nơi đây sẽ phải đi bằng tuyến đường khác, vòng vèo hơn và xa xôi hơn. Và có thể thấy là một sự bất tiện rất là rõ ràng cho người dân ở đây. Thế nhưng tại sao lại mừng ạ? Thưa quý vị, vì cầu Long Kiển là một trong những chiếc cầu sắt xuống cấp của thành phố Hồ Chí Minh, đã từng kêu cứu nhiều lần. Chờ đợi cầu mới đã nhiều năm qua, nhưng vì vướng mắc giải phóng mặt bằng mà vẫn bị trì hoãn cho tới thời điểm này. Người dân Nhà Bè đang nói đùa với nhau, nếu không có vụ sập cầu hôm qua thì chưa biết khi nào mới được xây cầu mới. Vâng, và được biết là hiện tại thì cơ quan chức năng cũng đang làm rõ mức độ thiệt hại trong vụ việc để có thể lấy đó làm cơ sở truy cứu trách nhiệm cũng như là mức độ bồi thường của tài xế này. Và hồi năm ngoái thì hai tài công vì bất cẩn nên đã để xà lan đâm cập sập cầu gành trên sông Đồng Nai. Sự cố này thì khiến cho đường sắt Bắc Nam bị gián đoạn nhiều ngày và gây thiệt hại hơn 21 tỷ đồng. Hai tài công hiện nay thì vẫn đang bị tạm giam và có thể đối diện với mức án là từ 3 năm tù treo cho đến 15 năm tù giam.